Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vừa qua, ông Nguyễn Sĩ Nam, tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, cục hải quan Nghệ An cho biết, anh Phạm Hải Bình, công chức công tác tại tri cục, đã có báo cáo ban đầu về vụ việc dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông ở thành phố Vinh vào sáng hôm ngày 13 tháng 3. Theo đó, bước đầu anh Bình cho biết, trên đường tới cơ quan xảy ra va chạm giao thông, do bị chậm giờ sẽ bị phê bình nên khi xảy ra va chạm anh đã không giữ được bình tĩnh và có hành động thiếu kiểm chế. Sau khi xảy ra sự việc, anh Bình đã nhận ra sai lầm do hành vi bột phát của mình. Anh Bình cũng đã xin lỗi gia đình và người bị hại, đồng thời mong muốn đơn vị tạo điều kiện để được sửa chữa khắc phục khuyết điểm của mình. Ngoài ra, anh Bình cũng thành thật xin lỗi cộng đồng mạng và mong được tha thứ trước hành động bột phát của cá nhân va chạm giao thông trên đường là những tình huống không may nhưng diễn ra khá phổ biến hiện nay với những vụ va chạm nhỏ thay vì người đi đường có thể xử lý một cách nhẹ nhàng trao đổi thương lượng một cách ổn thỏa thì sự việc lại bị đẩy lên tới mức đỉnh điểm đã có những trường hợp mang thương tật thiệt hại về tài sản không phải vì tai nạn mà do ẩu đả sau va chạm Luật sư Trương Văn Tuấn, văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn cho hay, hành vi của người đàn ông này có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc bồi thường các chi phí hợp lý cho người bị hư hỏng tài sản nếu có tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi. Cũng theo luật sư Trương Văn Tuấn, rất nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra trên đường có trường hợp cho rằng việc lái xe căng thẳng mệt mỏi nên rất bất bình khi chứng kiến nhiều người đi lại lưu thông hỗn loạn, bất chấp các quy tắc giao thông, từ đó họ không đủ bình tĩnh để kiểm soát cảm xúc bản thân, đã có những lời nói hành động thiếu văn hóa gây ra mâu thuẫn gay gắt. Ở khía cạnh khác, việc thiếu hiểu biết về pháp luật cũng chính là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn tới tình trạng một bộ phận người dân tham gia giao thông tự cho mình quyền phán xét, đe nẹt người khác mà quên đi những hệ lụy pháp lý có thể sẽ phải đối mặt bởi chính hành vi của mình trước thực trạng trên để góp phần xây dựng văn hóa tham gia giao thông văn minh luật sư trương văn tuấn khuyên trước hết người tham gia giao thông cần có ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cẩn trọng để không xảy ra những tình huống va chạm trường hợp xảy ra va chạm giao thông các bên nên bình tĩnh nhẹ nhàng giải quyết với những vụ va chạm không quá nghiêm trọng về người và tài sản các bên có thể xin lỗi thương lượng thỏa thuận bồi thường để nhanh chóng giải quyết đồng thời giúp tránh ủn tắc giao thông đặc biệt là các bên tránh dùng những lời lẽ xúc phạm nhau Trường hợp một trong các bên có dấu hiệu không kiềm chế được cảm xúc, có ý định xâm phạm tài sản sức khỏe tính mạng hoặc vụ việc nghiêm trọng phức tạp thì cần giữ nguyên hiện trường và báo cáo với cơ quan công an để can thiệp kịp thời. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Thịnh, 39 tuổi, trú quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, chiều 11 tháng 8 năm 2023, Thịnh đã xảy ra cự cãi với anh BMS do mâu thuẫn khi tập kim Tại đây, bị cáo đã dùng cây xăm gạo mang theo trong người, thách thức đánh nhau với anh S. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng, tiếp nhận thông tin công an phường 1 thành phố Bạc Liêu đã cử lực lượng xuống hiện trường, mời Thịnh về trụ sở làm việc. Khi công an đến, Thịnh không nhẫn không chấp hành mà còn thách thức chống đối rồi bỏ chạy. Cùng lúc này, đại úy Huỳnh Tấn Khanh, Công tác ở công an thành phố Bạc Liêu chứng kiến vụ việc nên hỗ trợ truy bắt. Sau một đoạn bỏ chạy, bất ngờ, Thịnh lấy một đoạn kim loại nhọn là cây xăm gạo dài 20cm chống trả ba chiến sĩ công an truy đuổi. Thịnh đâm Đại úy Khanh trọng thương, hai chiến sĩ còn lại bị đâm vào bàn tay gây thương tích. Ngay sau đó, Thịnh đã bị công an bắt giữ cùng tan vật. Kết luận giám định cho thấy Đại úy Khanh tổn thương cơ thể 24%, hai chiến sĩ còn lại thương tích 1%. Từ chứng cứ và lời khai, Hội đồng xét xử tuyên thịnh 2 năm tù về tội cố ý gây tương tích. Được biết trước đó Thịnh từng chịu án 2 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đã được xóa án tích. Mới đây, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tập thể gây ra vụ cháy hơn 200 xe máy tại bãi tạm giữ xe máy Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận. Theo đại tá Liêm, cơ quan chức năng sẽ thành lập hội đồng giám định, giá trị thiệt hại tài sản dựa vào giấy tờ xe, biên bản vi phạm, hội đồng giám định đánh giá lại giá trị chính xác của từng loại xe của người dân theo đúng quy định pháp luật. Ông Liêm nói, trước mắt pháp nhân bồi thường thiệt hại của người dân là công an huyện Tánh Linh, còn hướng xử lý tiếp theo của cá nhân tập thể liên quan sẽ được cơ quan chức năng điều tra, kết luận Người dân có thiệt hại về xe máy bị tạm giữ sẽ được Công an huyện Tánh Linh hướng dẫn các thủ tục theo quy định pháp luật để làm hồ sơ nhận đền bù. Như thông tin đã đưa, vừa qua Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố nguyên nhân vụ việc 232 chiếc xe máy tăng vật tại trụ sở Công an huyện Tánh Linh bị thiêu dụi. Vụ cháy xuất phát từ sự bất cẩn của chiến sĩ công an nghĩa vụ. Theo đó, một chiến sĩ đang thực hiện quá trình hút xăng từ các xe máy tăng vật vi phạm trước khi đưa vào bãi cùng lúc một chiến sĩ khác đang ăn cơm chiều về, vô tình quăng tàn thuốc trúng vào nơi đang hút xăng, khiến ngọn lửa bùng phát. Vụ cháy đã được dập tắt sau 45 phút, tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Theo luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, giảng viên luật, thuộc đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai, căn cứ vào khoản 2, 3, điều 9, nghị định số 138 năm 2021 NDCP, thì người quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện, giấy phép bị tạm giữ, có trách nhiệm trực tiếp quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện bị tạm giữ tịch thu trường hợp tăng vật, phương tiện, giấy phép bị tạm giữ bị mất, bán trái quy định, đánh cháo, hư hỏng, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện, giấy phép bị tạm giữ. Như vậy, đối với các xe bị cháy dẫn đến hư hỏng, thì người ra quyết định tạm giữ tịch thu phải chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật con người quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện bị tạm giữ tịch thu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ tịch thu về việc quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện. Ngoài ra, trong trường hợp chủ xe có mua thêm bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm tự nguyện, thì chủ xe yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho mình. Sau khi doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường cho chủ xe, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu công an huyện Tánh Linh hoặc người có lỗi gây ra đám cháy, bồi hoàn cho mình khoản tiền đã bồi thường trước đó cho chủ xe. Mới đây, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được báo cáo về một sự cố thẩm mỹ. Sau khi căng da mặt và cắt thừa da mí dưới tại một bệnh viện thẩm mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh, một người phụ nữ 70 tuổi đã bất ngờ rơi vào hôn mê sâu và tử vong ngay sau đó. Thông tin ban đầu cho biết, chiều hôm 13 tháng 3, người này đến một bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị chảy xệ da mặt và thừa da mí dưới. Khoảng 16 giờ cùng ngày, bà được thực hiện phẫu thuật căng da mặt cổ và phẫu thuật thừa da mi dưới. Đến 18 giờ, sau khi ca mổ hoàn tất, người này bất ngờ xuất hiện triệu chứng, kích thích, tri giác lơ mơ rồi ngân thở, huyết áp không đo được. Bệnh viện thẩm mỹ đã tiến hành xử lý cho bệnh nhân theo hướng ngộ độc thuốc tê và sốc phản vệ, đặt nội khí quản, đặt son đe tiểu, thở máy, truyền thuốc trợ tim, adrenaline. Đến 18h15, bệnh nhân hôn mê sâu, tim rời rạc được xử lý sốc điện và truyền thuốc, sau đó liên hệ chuyển đến bệnh viện quân y 175. Theo báo cáo của bệnh viện thẩm mỹ này gửi đến Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi xử lý cho bệnh nhân, họ đã lập hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố. Bệnh viện này nhận định rằng trong quá trình điều trị có xảy ra sự cố y khoa vượt ngoài khả năng điều trị của bệnh viện. Bệnh viện quân y 175 cho hay bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, mặc dù được các bác sĩ nỗ lực hồi sức cứu chữa nhưng nữ bệnh nhân đã không qua khỏi. Ngày 17 tháng 3, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu liên tiếp phát đi 8 bản tin thông báo động đất tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Theo đó, trận động đất đầu tiên trong ngày xảy ra lúc 10 giờ 43 phút có độ lớn 3,3 độ Richter. Các trận tiếp theo có độ lớn lần lượt là 3,2 độ Richter, 2,9 độ Richter. 3,9 độ Richter, 3,7 độ Richter, 3,8 độ Richter, 2,7 độ Richter và 2,6 độ Richter. Trận động đất cuối ngày xảy ra vào lúc 23 giờ 13 phút ngày 17 tháng 3. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sống Thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó, ngày 16 tháng 3, ở đây xảy ra hai trận động đất. Ngày 15 tháng 3 là 3 trận, ngày 14 tháng 3 là 4 trận, ngày 11 tháng 3 là 3 trận. Như vậy, chỉ trong 16 ngày, Con Tâm đã ghi nhận đến 20 trận động đất. Liệu có phải động đất ở Con Tâm đang gia tăng về tần suất và cường độ? Số lượng các trận động đất liên tiếp như vậy có bất thường. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, động đất kích thích cũng xảy ra theo chu kỳ, có những thời điểm động đất xảy ra dồn dập, có thời kỳ yên tĩnh hơn, liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện. Động đất tại Con Plong được nhận định có thể kéo dài trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, đồng đất cực đại ở khu vực này ít khả năng vượt quá 5 độ. Kể từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum liên tiếp xảy ra hàng trăm trận động đất có độ lớn từ 2,4 đến 4,7 độ Richter. Trên cơ sở số liệu động đất ghi nhận được tại khu vực huyện Con Plong cho thấy, động đất xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây và có xu hướng tăng lên về độ lớn. Các trận động đất tại khu vực này chưa ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và người. Tuy nhiên, các rung động địa chấn do động đất gây ra ảnh hưởng nhất định đến đời sống của nhân dân trong khu vực. Khu vực tỉnh Con Tôm nói chung và huyện Con Plong nói riêng thuộc đới đất gãy nhỏ. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5, ,5. Viện Vật lý Địa cầu thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này. Để có kết luận chính xác, thời gian theo dõi hoạt động động đất phải đủ lớn, các cán bộ thuộc viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện Con Plong. Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo người dân và chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng. Các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh. Liên quan đến vụ lực lượng hao thi tấn công tàu hàng làm ba thuyền viên thiệt mạng, trong đó có một người Việt Nam hôm ngày 5 tháng 3, Bộ Ngoại giao cho biết đang khẩn trương tiến hành các thủ tục lo hậu sự, sớm đưa thi thể Đại phó Đặng Duy Kiên, sinh năm 1983, quê ở Hải Phòng, về Việt Nam. Hiện tại, ba thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu đã được đưa về nước an toàn sau 10 ngày xảy ra tai nạn gồm anh Phạm Văn Thành, máy trưởng 39 tuổi, trú tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Nguyễn Văn Tảo, máy 2, 36 tuổi, trú tại Kinh Môn Hải Dương. Phùng Văn An, 31 tuổi, trú tại Vũ Thư, Thái Bình. Máy trưởng Phạm Văn Thành trở về nhà lúc gần 12 giờ đêm ngày 14 tháng 3, sau 3 chặng bay dài và hơn 4 tháng xa gia đình. Dù đã 10 ngày sau khi vụ tàu hàng Chu Confidence bị tấn công tại Vịnh Aden, nhưng ký ức của chuyến đi sóng gió vẫn còn in đậm trong tâm trí anh Thành. Chia sẻ về chuyến đi này anh Thành cho biết, tàu Chu bắt đầu khởi hành ngày 30 tháng 1, khi nhận tàu tại Ai Cập, con tàu có lộ trình đi qua Biển Đỏ. Công việc của thủy thủ Phạm Văn Thành trên tàu là thợ máy, anh làm việc theo ca kíp được phân hành trình di chuyển qua biển đỏ dự kiến là hành trình sẽ có nhiều thử thách trước khi bắt đầu các thủy thủ đã được tập huấn một số công tác như phòng chống cướp biển bằng cách sử dụng vòi rồng ẩn nấp tại phòng an toàn phương thức cứu hộ cứu nạn cách di chuyển xuống bè cứu sinh an toàn cách ổn định tâm lý khi gặp phải sự cố bất ngờ đặc biệt mỗi con tàu đi biển đều có thiết kế một phòng an toàn riêng có ký hiệu riêng của thủy thủ và vì sự an toàn sinh mạng của người đi tàu, chỉ có các thủy thủ mới biết vị trí chính xác của căn phòng. Thủy thủ Phạm Văn Thành cho biết, tôi cũng từng đi qua eo biển này, ngày trước nó vẫn hoạt động bình thường, trước khi đi, đoàn cũng họp để có phương án khi đi qua vùng biển đỏ như vấn đề sơ cứu cho người bị nạn, vấn đề tâm lý. Tuy nhiên trong tình huống bị tên lửa tấn công quá nguy hiểm lúc đó, mọi người chỉ biết thoát nhanh và tập trung ở phía sau tàu và động viên nhau khi xuống phao cứu sinh. Trước đó, khi được lực lượng Houthi cảnh báo, tàu cũng đã quay đầu được gần 20 hải lý nhưng họ vẫn bắn. Anh Thành cho biết thêm với kinh nghiệm của mình, khi đang trực ở dưới phòng máy và nghe thấy tiếng nổ, tôi biết đây là do bom gây ra, lập tức tôi hô hào các thuyền viên khác di chuyển lên trên và bản thân cũng lập tức chạy lên. Tên lửa bắn trúng trung tâm điều khiển và bộ phận phòng ngủ của thuyền viên. Khói đen mù mịt, chúng tôi được lệnh di chuyển ra phía sau tàu để tiến hành kiểm đếm thuyền viên. Không may, hai người Philippines đang trong khoang ngủ không thoát ra được. Hiệu lệnh của thuyền trưởng là rời tàu, phao cứu sinh được bung ra, chúng tôi hỗ trợ những người bị thương trên tàu. Ngay sau đó, các thuyền viên trên con tàu gặp nạn cũng nhanh chóng tính đến những trường hợp xấu nhất, chuẩn bị áo phao bè cứu sinh, việc thoát lên tàu cứu nạn cũng là phương án cuối cùng được đưa ra. Sự việc xảy ra bất ngờ và bị động nên bản thân anh Thành hay các thủy thủ khác cũng đều không nghĩ được nhiều, tất cả sơ tán mà không kịp mang theo bất kỳ đồ đạc cá nhân nào. Trong số ba thủy thủ xấu số, có thủy thủ Đặng Duy Kiên là người Việt Nam không may bị bỏng nặng. Khi được đưa xuống bè cứu sinh, anh Kiên vẫn còn tỉnh táo, nhưng do sóng to gió lớn, các thủy thủ không thể trao đổi quá nhiều. Sau một thời gian chống chọi với sóng gió trên biển, do vết bỏng quá nặng, anh Kiên liệm dần đi và không qua khỏi, khiến lồng ngực mọi người thắt lại. Giữa sóng biển chập trùng, gắn bó với nghề đi biển vất vả bao nhiêu năm, này thêm chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt không mong muốn, ai nấy đều lặng người. Thủy thủ Phạm Văn Thành chia sẻ thêm, bằng cách quét tần số radar, gửi tín hiệu tần số quốc tế, chúng tôi đã thử mọi cách để gửi phát tín hiệu đi, sau hơn 2 tiếng chúng tôi được hải quân Ấn Độ tới hỗ trợ và cứu nạn lên bờ, sau khi được bác sĩ kiểm tra, những người bị thương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, sau đó ngay lập tức có người đại diện bên phía chủ tàu tới làm việc, đồng thời đại sứ quán Ai Cập cũng đã nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ về mặt hộ chiếu, vấn đề đi lại để các thuyền viên được trở về quê hương một cách an toàn và nhanh nhất. Khi đến thành phố cảng của Djibouti ở Đông Phi, việc đầu tiên của thủy thủ Phạm Văn Thành làm là mua sim để gọi về cho gia đình. Do được tập huấn khi có sự cố xảy ra nên tinh thần anh cũng không quá hoảng loạn. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, anh đã biết cách xử lý để an toàn nhất cho mình và đồng nghiệp. Về đến Việt Nam, anh di chuyển luôn về Hải Phòng để đoàn tụ với gia đình. Anh Thành chia sẻ, đêm đầu tiên sau khi trở về nhà thật khó ngủ với nhiều cảm xúc, tôi bị tỉnh giấc mất mấy lần. Sau khi về nước, anh Thành và các thủy thủ cũng thường xuyên liên lạc và thăm hỏi gia đình anh Kiên, người thủy thủ xấu số đã tử nạn trong sự cố tấn công tàu vừa qua. Gắn bó với nghề đã nhiều năm, anh Thành cho biết anh sẽ không từ bỏ tình yêu dành cho công việc. Sau khi về Việt Nam, anh sẽ nhanh chóng làm lại các thủ tục để sớm có thể quay lại làm việc. Nhận định về tình huống nguy hiểm lần này, anh Thành cho biết anh nghĩ lực lượng Houthi chỉ bắn cảnh báo tàu nên tên lửa bắn trúng bộ phận điều khiển, còn nếu vào thân tàu thì hậu quả sẽ lớn hơn xảy ra. May mắn tàu không bị chìm, các lực lượng chức năng đang lai dắt tàu về nơi an toàn, không có sự cố tràn dầu ảnh hưởng tới môi trường. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ người phụ nữ mất tích khi đi khám bệnh trên địa bàn và thi thể được tìm thấy dưới sông Sài Gòn. Theo đó, khoảng 9 giờ sáng ngày 13 tháng 3, anh Nguyễn Cửu Lân, chở vợ là chị Nguyễn Thị Yến, 39 tuổi, cùng ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đi khám bệnh tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Đến cổng bệnh viện, chị Yến nói anh Lân về trong nhà để chị đi khám bệnh một mình. Về đến nhà, anh Lân phát hiện vợ để quên điện thoại ở nhà nên quay lại bệnh viện tìm, nhưng không gặp chị Yến. Thông qua camera an ninh của bệnh viện, anh Lân phát hiện lúc 9 giờ 24 phút chị Yến lên xe máy của người lạ, rời khỏi bệnh viện. Gia đình anh Lân sau đó trình báo vụ việc lên công an phường Linh Trung nhờ hỗ trợ. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện chị Yến đi cùng người lạ trên quốc lộ 1. Đến đoạn trước trường Đại học Nâm Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thì chị Yến xuống xe và sau đó mất dấu, mất tích. Đến chiều tối ngày 15 tháng 3, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc phát hiện một thi thể nữ giới bên dưới sông Sài Gòn, đoạn cầu Đồng Nai, thuộc tỉnh Đồng Nai. Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định đây chính là thi thể chị Yến, người mất tích cách đó gần 3 ngày. Được biết, vợ chồng anh Lân có hai con nhỏ cuộc sống hòa thuận và đang thuê một mặt bằng kinh doanh ở phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức thời gian gần đây hai vợ chồng áp lực công việc và phát hiện tình hình sức khỏe bất ổn chiến sau đó có biểu hiện buồn bã không nói chuyện với ai người nhà nạn nhân tiết lộ cho biết thi thể người phụ nữ xấu số không có dấu hiệu tác động ngoại lực sáng 16 tháng 3 nạn nhân đang được người thân đưa về quê an táng theo phong tục địa phương hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ Mới đây, có một thông tin một phụ nữ ở thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai mất liên lạc với người thân hơn 3 tháng nay. Công an thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả kiểm tra ban đầu chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm. Theo công an thành phố Pleiku, đơn vị không ra quyết định truy tìm nạn nhân do kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, công an thành phố Pleiku có thông báo trường hợp người mất tích đến các đơn vị cấp xã, phường để nắm thông tin, đồng thời báo cáo vụ việc lên cơ quan cấp trên. Trước đó, công an thành phố Pleiku tiếp nhận trình báo từ bà Trần Thị Đồng, ngụ phường Cha Bá thành phố Pleiku. Bà Đồng báo cháu gọi bà bằng dì ruột là chị Lý Thị Như, 39 tuổi, tên thường gọi là Quỳnh, ngụ xã Diên Phú thành phố Pleiku bị mất tích. Qua trao đổi thông tin, bà Trần Thị Đồng xác nhận bà là người đi báo tin cháu bà là Lý Thị Như bị mất tích. Theo bà Đồng, người thân mất liên lạc với Như hơn 3 tháng nay và không rõ đang ở đâu. Cũng theo bà Đồng, như không có anh em ruột nào khác, không có cha mẹ đã mất và đã ly hôn chồng, có con học lớp 8. Nhiều năm nay, như sống như vợ chồng với ông LTT, ngụ ở thành phố Pleiku. Bà Đồng kể, trước thời điểm mất tích giữa Như và ông LTT có nảy sinh mâu thuẫn, Như bị ông T tát tai. Sau đó, ông T nói Như bỏ nhà đi, còn đi đâu, đi khi nào thì không biết. Cũng theo bà Đồng, ban đầu người nhà nghĩ vợ chồng giận nhau, đi vài hôm sẽ về nên không tìm kiếm. Tuy nhiên, sau thời gian dài không ai liên lạc được với Như nên lo lắng có chuyện không may. Bà Đồng cho biết thêm, người thân tìm mọi cách để liên lạc với Như qua điện thoại, mạng xã hội nhưng đều không được. Mới đây, công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng, sinh năm 1987, trú tại huyện Ý Yên, Nam Định để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể vào chiều ngày 15 tháng 3, Dũng lái xe bán tải biển kiểm soát 29C85642 và phạm lỗi đỗ nơi có biển cấm đỗ, trước số nhà 93 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng nên bị tổ tuần tra của công an phường Trương Định xử lý. Tổ công tác yêu cầu Lê Tiến Dũng xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra. Tài xế này không xuất trình được và đưa 500.000 đồng cho tổ công tác xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Dũng lên xe nổ máy, lùi xe đâm hỏng phần đầu ô tô của công an phường Trương Định, rồi lách ra, tăng ga bỏ chạy theo hướng Trương Định, Kim Đồng, Linh Đàm, Nguyễn Xiển ngã ba khuất duy tiến để lên đường vành đai ba trên cao hướng về pháp vân khi đến trước số nhà 285 Nguyễn Xiển, ô tô bán tải tông vào xe máy do anh N.S.H. sinh năm 2002, trú tại Hải Dương, điều khiển. Cú tông làm anh H ngã ra đường, xe máy mắc vào phía trước ô tô bán tải. Chưa dừng lại, chiếc bán tải tiếp tục tăng ga ủi xe máy trên đường khoảng 150m thì mới tách được xe máy ra. Sau đó, Dũng tiếp tục điều khiển xe bán tải bỏ lên đường vành đai 3 trên cao rồi va chạm với một xe tải khác. Khi tới gần Đại học Thăng Long, chiếc xe bán tải bị người dân cùng lực lượng chức năng khống chế. Kiểm tra ban đầu xác định Dũng dương tính với chất ma túy, chưa phát hiện vi phạm về cồn.